Sở tạc trao thanh lại Pong Pe Pinong, mới Pinong bứng le chương trình quăm tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên. Cuồng chương trình mưa nỉ, dung khỏi sở trên họt tên lại Pong Pe Pinong, chú bé tèm xương lằng. Khải cốc lò bay, biến thái chưa phân có bút bồng, luông tang gión cắt cung ước xa nàng huyền tôn giáo. Sướp xiên lò bay, dề xương sơ nên tràn văn hóa, chân lang sáng sờ, chù chừa côn mà khầy bày lông. Khai nỉ mơi bò mè bì nồng, bứng le chương trình. Trương bì nồng hạc sường, bấy khầy lông mi đìn đòn, bón kìn xú cơm rền. Bương bì cải ma huyền tuân giáo tỉnh Điện Biên, cò cháu hoanh uẩn pa chù phồng. Từng bá hát chiên đìn hay xuân ca đành chứt trắng, bắp bu chú tàng cò khai đầy ca. Lần xưa lỏ, ảo chú tàng cò kiền mạ khẩu bu bồng. Có vô vân búc chưa, luông về dưới sườn hay na, bu mày tên bá mả pe. Làng bình hưng trên cái nắp dệt, họt khai số nưng tà đìn bu cò kiền mạ, cò gánh đàng mả pe. Có vô vân số mê lô mi đìn đòn nàng cuồng phồng, tạ viện dệt. Choi dừa, pom he dần bay chu chừa côn cuồng phồng, từng bát khói cài cạt cung, hượt khẩn tẹt tiếng đơi kìn xú. Pẹt cắp hà bì cón nàng xã dạng đông huyền tuân giáo, trắng mê kỳ chua hươn bu có kìn ma. Phân lại lò chuồng hong chua hươn, hư họt khảy dần bay, có chiền mắp bu tọp hôm, tói luông dệt trường hang khảy. Chu trường trình dự án bu có kín mạ, tạ ngơn thủ hở dần bay. Vèn xanh xương chua hươn lung bùi hữu văn, nàng bản dạng đông, xã dạng đông. Có nỉ chua hươn lung bu nằm khẩu ly, khẩu hay, ha và lang tỉ ra sườn bóng lại, mết lại cổng hanh ngân câu. Bì sòng pan bài xếp cầu, tái ngân cốc chương trình bản na mở, huyền cò choi dừa chua hơn lung, chừa mắc muông Đài Loan, cánh mắc bục nàng khiều. Từ tén năn lung cò trên tinh mê đìn hay chứt tráng nằm nắc đài nòi, mắc bụ cò kìn ma. Họt khầy chua hơn lung, mi chằm nưng phẩy hà hecta cò kìn ma. Cuồng hẳn mắc muông cài hecta nưng, bì sòng pan bài sao sòng, mua mong muồng câu khẹ chu hơn lung hì thủ đại cài sòng tấn mạ. Cấp xã dạng đông mẹ nưng cuồng pưng địa phường mi tà đình pu cỏ kìn mạ quảng cấp cài hà xíp hecta phân lại pu mong muồng Đài Loan mát na mắc bục nàng khèo cuồng nằn mong muồng cài bé xíp phân hoi tà đình đầy chính quyền xã nhằn danh mẹ nưng cuồng pưng tàng cỏ pu có phong phân xón cắt cung ướt xa hở dần bay. Gia đình chúng tôi thì từ trước đến nay thì thường là cơ bản là trồng ngô. Đấy, trồng ngô thế tuy nhiên là do cái khí hậu và thời tiết. Chua hơn khỏi có ni phân lại lò pu nằm khẩu ly ha và hồng pì đìn chất trắng nằm nắc đầy nòi. Pì dòng pan bài xếp cầu xung khỏi đầy choi dừa chừa mắc muông Đài Loan. Cài xí pì pu khỏi hình chừa mắc muông nỉ. Cháu căm năm đìn luông hòn nào rú nỉ pí nỉ men pí thứ xong đầy hiệp thù. Trong những năm trước đây, nhân dân địa bàn xã Dạng Đông chúng tôi chủ yếu là trồng những cây ngắn ngày, ví dụ cây ngô, cây lúa, thậm chí là cây sắn. Từ đó thì dẫn đến là cuồng pưng pí cón bò hay mè na rú xã Dạng Đông phân lại là pung năm cò nòi mử xương khẩu ly măn cò ha và hái vừa hừng pí đìn chất trắng nằm nắc đầy nòi dương năn nở đôi kín rú dần bay nhăng cạt hay bưng pì chấm nì xung khỏi cò trên báo nếu chưa dần bay biến thái chưa phân có bu bồng trên mắc bu cho tàng có kín mạ xương mắc bục nàng khiếu mắc muông Đài Loan cánh mana na xuân bu có kín mạ khòng số nừng chua hơn đầy hiệp thù cánh cứ đầy lăng đi sùng.
năm dệt trường trình mà pè pu cò kiến ma nàng chu xã phồng sùng lại địa phường nhàn xanh nàng phía cần sẵn lò tóp hôm uẩn pa dần bay biến thái chưa phân pu bồng lươn tướng ngân thủ nàng pom ta tìm điều chóng hoanh sủ khoa học kỹ thuật khẩu pu bồng lươn tướng nằm nắc lang tỳ dưa sườn y báu chom to hù hai tỳ choi dừa dần bay biến thái lang ngắm hù dưa sườn toi khoa học kỹ thuật nhang có hô phân khảm khói cắt cung ứ gia văn cánh hừng hy nàng cuồng phồng ha và khai ni nàng số nưng xã phồng sùng khổng huyền tuân giáo xương tà ma phình sáng phía mạ pe có kín mạ hê đầy tua quảng phân nừng lò bừa bó po năm phà dệt tẹt pan họt luông mạ pe khổng cỏ pu nọ nản o luông hu dần bay lút gión phân lại trắng pu nằm khẩu ly măn cỏ tòi luông cáu ké hiện tại trên địa bàn xã Tam Ma thì về cái chỗ cái ăn quả ấy thì cũng nói chung là cũng chưa phát triển nhiều do trên địa bàn xã là khai ni nàng xã Tam Ma phía mạ pe pu cỏ kiến mạ nhang hê đầy khay quảng luông hù dần bay phồng sùng rút gión sau trắng pu năm khẩu ly măn cỏ khay tinh gạt xã trắng mi cài 2 hecta có kiến mạ xương mập bục diễn mập bục nàng khiều cánh ban nhan xúc tốc lạ bị cài ma mà phục nàng khiều co đầy hiệp thú mua cốc khẹ ha và bừa dần bay hê hù lâm đù xương nan lang tỳ ma báu nhận bào cuồng gian chi họt và chu tàng có kín ma mà pe đi lang tỳ sùng xung khỏi chi nếu chưa dần bay pu cánh cát kiên các chu chương trình dự án choi dừa có chưa hở dần bay nọ nạt o luông tang khổng xã lò mà pe túm có mắc ca cánh chèo khẩu pu khảo bứng nằng dí bản hôm bản háng chua phình cứ kề cải cánh bàn nà đẵng chu hơn bà lo thị trình rú bản phủ xã quai càng huyền tuân giáo mà pè pu cỏ kiền ma hòn khay cô đầy cài hạ bì bà trình hở hụ pẹt cắp cỏ pu ứng hư cỏ mắp muông mắp mi mắp bục cháu cắp năm đìn luông hòn nào rú nỉ xưa khai ni xuân pu cỏ kiền ma khổng chu hơn bà cài hạ ban thơ môn phân lại lập pu mắp mi mắp bục nàng khiều pu cỏ mắm nhan bắc khẩn là pu thay đổi pu cỏ mắm mi má bục chăm sóc con lại trắng khẩn có mắm bục nào có mi tên có khẩn bắn tao sang nông nghiệp rồi ảo ma ảo cây ma hử nó hỗ trợ rồi em ra ơi ảo mắm bục nó ảo phơn chuồng phơn ăn sớ đầu tư sớ sư phơn ở già ấy khai mắt cả trắng chăn khẩn rồi xe khai dầm mắm bục có mi có muông khai mắt nhăng chăn trắng lại kín trắng bền má bền ni bền ế đó bị thứ xong năm dệt dự án biến thái chưa phân có bút bồng lần xưa lò mạ pe pu cỏ kín ma nàng huyền tôn giáo đầy trên cái năm dệt té pì sòng pan bài xíp bé cài nhàn xanh khổng cơ quan truyền mồn ma chù chỉ tiểu mạ pe bát cốc khẻ nhàn xanh có kín ma ở khẩu pu nàng chu xã phồng sùng khổng huyền tôn giáo cò cháu cắp năm đìn luông hòn nào cò ma mạ pe đì bền ma lại tạ thủ nhập hở dần bay lần xưa lò po me chừa côn mi noi rú phồng sùng họt khay hôm tà đìn pu cỏ kín ma khổng tinh cáo huyên chằm dí hoi cầu xi bách ta xương mạ muông mắc bục nàng khiều mạ lê mạ mi số nưng cỏ kín ma có bền hiệp thủ dự án mạ pe có kín ma nàng chú xã phồng sùng khổng tuân giáo có phong phân bánh khay lung mi khổng địa phường lươn tướm luông hồng khèo khổng pá bày trẻ bó năm kìn đìn rú tạ vệ dệt hở lão đồng bản na lươn tướm thủ nhập bu hanh xón cặt cung hở dần bay cuồng phồng thực hiện cái chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây sắn cây ngô cây lúa nương kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả thì huyện đã xác định
là phát triển các năm dệt luông tang biến thái chưa phân có búp bồng té có măn cò khẩu ly khẩu hay nằm nắc đầy nòi mắp bụ có kín ma huyền cò nhàn danh mà pe có kín ma tòi luông cát kiên cắp dần bay khay ni nàng của huyền có kín ma đầy bụ nàng chú xã quai càng quai nửa dạng đông pu nhung có ma lê đầy bụ nàng xã tòa tình tinh phong cài bứng đù số nưng có kín ma có đầy hiệp thù xương mâm mỉ mâm muông mát nhan là xúc tốc lạ chơi mi luông cát kiên có mi bón sư khai ma tè tiêng hở dần bay bom nan uốn pa dần bay bứng đù đi ta đình pu có kín ma đầy phai ngân năm dệt. Nọ nản o phía năm dệt dự án mà pe có kín ma nhang dệt biến thái lang ngắm khổng dần bay cuồng mà pe dệt sườn hay na trò rửa lại chua hơn hù sủ khoa học kỹ thuật cuồng phía dệt sườn hù lựa lại tàng cò nằm nắc lang tỉ sùng mắc búp bồng từng bát biến thái luôn quén hơi dệt sườn cáu ké lệch nòi ma dệt sườn tọc hôm mi trường hang khải. Hiện nay thì ngoài cái việc chủ trương là tập trung chỉ đạo hướng dẫn người dân tăng cường công tác quản lý chăm sóc bảo vệ tốt các vườn cây. Khai nỉ nọ tọc hôm uẩn pa dần bay lâm đủ đi xuân pu có kín mạ huyền co đằng mà pe pu có mắc ca to năn là dần bay đầy cho dừa có chừa khốn phần chầu phay ngân cốc chịu trách nhiệm uẩn pa kỹ thuật bàn dài có chừa nhận bao tăng tì luông tang cùng gian tó nả lò tàng tánh hơn máy chế biến mắc ca nàng cuồng huyền choi dừa dần bay mi bón khai tét tiêng có bông phân khảm khói cắt cung ướt xạ. Dề xương sư chủ luông việt dệt dự án mà pe có kín ma bền phòng trưng pu bồng nàng vía cốc khẹ lò trên báo họt dần bay bước hủ lời đì té vía biến thái chưa phân pu bồng khải quàng chú luông dệt sườn họt từng thôn bản chua hơn tạ hủ ngai đì cốc khẹ xương chừa phân khún phần hở dần bay pòm nằn pu hanh uẩn pa kỹ thuật pu khua đủ cỏ kín ma hở dần bay lần xưa lò mi bón khải tét tiêng choi dừa dần bay yên chờ mà pe từ tế năn tá luôn ngày tỷ choi dừa dần bay lần xưa lò chú xã bỏ già cha cuồng phòng hượt khẩn khói cài cắt cung từng bát dệt hằng chương pì nòng hạc sườn cuồng luông mà khầy khổng nên chăn văn hóa Việt Nam tờn họt tiện biển lò vào họt phồng văn hóa chiên lang sáng sờ chù chừa côn tón đình điện biển bón tọp hôm nên chăn văn hóa khổng xếp cầu chừa côn pì nòng mỏi phân côn bó mi nên chăn văn hóa chiên lang sáng sườn tàu họt khầy chăng đầy hiểm bày cánh bánh khầy có bông phân tặng tánh cánh mà khầy nên chăn văn hóa chiên lang sáng sườn chù chừa côn Việt Nam bưng bì cải ma ngành văn hóa thể thao cánh du lịch chù phồng có búc chưa lại luông vịa búc pua hiểm bảy cánh bến khầy nên chăn văn hóa chiên lang sáng sờ chù chừa côn. Khai nghi tinh cá tỉnh Điện Biên mi xếp sóng ngon đẩy cổng nhằn lò di sản văn hóa phi vật thể cấp cuồng mương xương xe vong khổng côn tay chiềng nào pê chầu khổng côn mông kìn pàng thèn khổng côn tay đòn chiềng bịt nằm khổng côn lao pàng hồi gạ ma thú khổng côn hà nhì hịt không cấp sắc khổng côn dao nghe xíu nhịp hai khổng côn xạ phang bàng kìn khổng mở khổng côn sinh môn lại ngần hoi chân lang đàng đầy bảy trẻ cánh bánh khầy cơ đầy lang đì xương khum chân lang cấp cuồng mương nả trần điện biển phủ đên sơ hoang cổng chất còn nếu chưa đầy lại khe mà bứng le ỉn giảm ép hiên cánh nghiền cứu
có phong phân bọ sòn ngân lang hùa chờ bính khầy chú nên văn hóa sáng sờ khòng chừa côn tảng tành hỏng văn hóa sáng sờ cuồng chu thản hàn dần bay cuồng hỏng văn hóa phi vật thể khòng chu chừa côn nàng tình điện biển co đầy biển mài tục nò chú nên chăn văn hóa sáng sờ khòng chu chừa côn chu ngành cánh chu nhóm địa phương ăn lò xe vong tổ sư tèm khòng côn tay bảng cống sơ hò song khòng côn mông hịt không cấp sắc khòng côn dao xe ken xiếu hún lai bọ nàng xiển dừa khòng côn mông hịt không cống sơ phở mon mi hảo hanh khòng côn sinh môn kìn bảng thèn khòng côn tay đón bảng hồi gạ ma thú khòng côn hà nhì hịt không bảng phóng khòng côn kháng lườn dưa lọ bảy chè bánh khầy chú luông xe vong khòng côn tay chuồng hong vịa dệt nằng bản cuống cánh hồ hung văn hóa cuồng gian si mà khầy các chú phén mương mở cầu cam bờn cầu bì sóng phăn bài sao sòng ủy bàn nhà dân tỉnh điện biển tạt o luông bùn số sòng pét chết hốc ma tang bảy chè bánh khầy chú nên văn hóa phi vật thể đầy UNESCO mài nhằn cảnh bộ văn hóa thể thao du lịch ẩu khẩu ngon di sản văn hóa phi vật thể quảng mương gian té bì sóng văn bài sao sòng hot bì sóng văn bài sao hạ quảng nằn tạt ó luông bùn chảnh thí đối cấp xe vong lò có tặng bền xếp câu lạc bộ xe vong nằng chu huyền thị xã thành phố nghiên cứu choi dừa vay chốn nên văn hóa bền tàng trương chuồng hông mà pe du lịch bom nằn quảng gian té bì sóng văn bài sao xỉ họt bì sóng văn bài sao hà chi trên cái vịa biển mài bứng đồ nhằn danh bom cất nghiên cứu xào hà tấm tên triển lai choi dừa chu lớp bọ xe vong nàng bản cuống khay nỉ nàng tỉnh điện biển câu lạc bộ bày chè xe vong từng bát đầy có tặng ba xe này nó măn mi té cháu hàng hỏi pí hàng pan pí đậu trên đó chom đèo mới là đang tổ chức UNESCO tặng băng công nhận là bên năn di sản văn hóa phi vật thể không cấp quốc tế trên đó xung khỏi là phải tay là rất mừng mừng trên đó xung khỏi tặng tánh khiến nghị bia đầu tiên é hở chủ trợ lan nóm nhất là học sinh thế là xung khỏi là tăng cơ quan văn hóa mà tập huấn hở hở quấn pa mi chùm mú hụ khắp hồ xe là trắng chi lông phải xây dựng tảng tánh khẩn lom bản lom khuống là bọ tư quân thảo hoặc lan nóm họt khầy tỉnh Điện Biên có tặng cảnh lưng chơ bánh khầy cài ban nừng hà hòi câu lạc bộ bảy chè văn hóa cánh đồi khắp xe nàng chú bàn tổ dân phố có hôm phân bảy chè văn hóa nho sùng đơi kiển rú dần bay cánh chuồng hong khe du lịch cuồng cánh nọ mương ma cắp Điện Biên thầy đó tăng ý hở du khách mà bản quảng ý đó mới khỏi cả họp bản quảng là quy định nên mình, giữ bản sắc dân tộc phải tay đó sửa tay diệt hụ xíu piều trên các món ăn dân tộc ở khách hụ bản quảng đó mới quy định đó men diệt hương đó men diệt hương tay mà thầm giữ bản sắc của phải tay không nàng huyền Điện Biên phồng mi lại nên chăn văn hóa sáng sờ đàng đầy bảy chè cánh tảng tánh bền bưng tàng trương du lịch nát sườn nếu chưa đầy lại khe mà bứng le in giảm bảy chè bánh khầy văn hóa chu chừa côn bòm cấp mạ pe kinh tế du lịch đầy nhằn danh mà nưng cuồng bưng luông kẻ khầy cân sẵn
vậy mà bè rủ lịch tòi luôn hờn hy. Huyền tròi dừa ngươn tiên, vậy búc chưa lầu, số nâng bảng hồi chân lang, xương bảng hồi xền bàn xền mương, bảng cống sơ phở mon pha trang đẹp trang phồn khổng côn khở mũ, bảng hồi biệt nằm khổng côn lao, trường bọ hòn cái khổng côn cổng. Bòm nằn búc hanh chân cái, cáo trà, chốn nên văn hóa sáng sờ, khổng chu chừa côn họt khe du lịch, cuồng cánh nọ mương, tạ bền tàng trường du lịch nếu chưa khe. Khâu xin bạn này đó, bạn bất đường mương bất xấu, khẩn nằm tìm hơn, đâu dây sáng đi đẩy kênh đi pin, bay chua, đu hót chua lán chua đến, mưa nả, dây sáng đi đẩy kênh đi pin đó, cái trắng xin bản đó, hót trắng dũ đi, xin mương có trắng bất xấu, khẩn nằm tìm hơn, đu lán biết cái mà pem. Tuần giáo mèn phòng mê lại nên văn hóa cánh bảng hồi sáng sường. Bà Lo Thị Hồng Nhung, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Tuần giáo hở hủ. Vậy bảy trẻ hì không tòng chăn ngân lang sáng sờ khổng chu chừa côn, lưng đẩy huyền bồng trờ, bánh khầy cánh mạ pê. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Xung khỏi tinh sú Ủy ban nhân dân huyện, năm dệt cờ đẩy lang đì Hà Phong, tảng tánh đơi kiến rú văn hóa nàng bàn khuống. Nếu chưa chu tàng ngân cốc, vầy mà pè hỏng văn hóa, chân báo nếu chưa đăng ký chu chư xiềng văn hóa. Vầy từng bát nho sùng đơi kiến rú dần bay, có hôm vân bảy trẻ bánh khầy văn hóa chu chừa côn quảng huyền. Vậy bảy trẻ cánh bánh khầy chu nên văn hóa khổng chừa côn, sở văn hóa thể thao cánh du lịch xếp tàm tinh sú tình búc hanh chiên bảo luông tang khổng đàng ma tang tàng tánh hồng văn hóa Việt Nam biến mở. Cải nằn búc chưa hùa trở nhong àng khóng mòi chừa côn, ma tang hồng văn hóa sáng sờ, vầy hở sầu ha sồm trở trung hạp bảy trẻ, tảng tảnh cánh mạ pè chú nên văn hóa khóng chừa côn trầu. Thực hiện theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh Điện Biên về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế. Năm diệt luông tang khổng trung ương cánh khổng tỉnh Điện Biên, ma tang bảy trẻ cánh mà pe văn hóa chu chừa côn, vòm cấp mà pe kinh tế xã hội, quần gian cải ma ngành văn hóa thể thao cánh du lịch, cò khăn khang trên cái việc bảy trẻ văn hóa, lần xưa lòng nghiên cứu bảy trẻ bảng hồi trên lang, cho nên văn hóa có cốc té bản khuống, sương nần bản khuống cần đẩy nghiên cứu cánh bến khầy. Nọ nần o, chú cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương cần tấm tên trên báo có tặng chú câu lạc bộ, bảy trẻ chú nên văn hóa phi vật thể. Bổng trờ, bọ sòn, nho sùng, lung hù trang diệt vịa, hở chùm mú, bứng đù, nghiên cứu văn hóa. Lần xưa, lò cán bộ, chừa côn, mi nòi, búc hanh nghiên cứu xào hà bảy trẻ cánh bánh khầy văn hóa chu chừa côn quảng tỉnh diệt o chu tàng trường mà pe văn hóa du lịch có phong phân mà pe kinh tế xã hội nho sùng đơi kiếm rú dần bay. Chiêng pin ong hát sườn, té châu té đài ma, bò mè côn tày có hù trang ẩu hạ, cỏ già bờ mày, ma diệt già dầu già lại tàng bình cứ đầy lang đỉ, quẩn nằn ven xanh là chú bay già chiên lang.
giả chiếp đu chiếp lằng khổng po me cảnh nhang đầy po me sủ giả bệnh tàu hót khay cuồng chương trình mưa nỉ xung khỏi sò trên hót po me pin nòng bay giả chiếp đu chiếp lằng khổng lung vương văn hốc côn tày giữ thôn thanh trường xã thành yên huyện điện biên. Té châu té đài ma côn tày cò mi hàng si bai già dù có mày diệt già xương già chép tắp già tròi hanh già chép bùm già căn cai già chép đụ sướp diên bai già té bố già lung vương văn hốc rú thôn thanh trường xã thành yên đẩy lại côn cuồng cánh nọ tình hù họt cắp lại bai già lần xưa là bai già chép đụ tìn mưa cụ đụ hắc chiếp đụ cánh choi dừa đầy lại côn đi bệnh bai giả chiếp đụ khổng lung hôm mi chết tàng xương cò tào bi cò khâu đúc bờ cò cờ tướng cò atopin khe tòi quan tày giềng cò atopin nhăng diệt gión báu chiếp lại vậy giả đi bệnh chiếp đụ tinh mết chết tàng giả nỉ đẩy qua giá cằn báu đầy lút tàng đờ. Đi làm đi đào cây thuốc này cho bà này xong rồi chứ nhăng nói gian xếp xàm xếp xí pì khỏi có mưa bá kiếp già vòng cấp bố già cánh đầy bố già bỏ hở luôn kiếp già hiền êm già giả đi bình hở lại côn khỏi cò chóng hanh ép toi khỏi nhai té cả bằng ma điện biên rú té pì bắt gò hỏi pé xếp xí cánh từ té nằn khỏi có diệt nghe giả bình té cỏ già khẩy có mi lại côn hù họt bai già khỏng khỏi. Đối các bay giả có mày tổm kìn hàng mử báo co che lầu và tổm kìn hó giá nưng bàn dệt xà mỏ chơ tổm báo thả tổm hừng trắng cân phột khửn gian sòng phút lò bồng ó khói phay thả nằm dền trắng sột kìn và che lầu hó giá nưng che cắp hạ lít lầu kem té xàm xíp họt xàm xíp hạ độ che gian bườn nưng lò kìn đầy và côn bình hính chép cánh chọp già trắng cần kìn mết hó nâng lò đi và phải chép đụ hừng pì hư kìn té xàm hót xí hó chơ sủ già cần bổng chờ hót vương khù chơ sủ già kìn già lằng chơ kìn khẩu và che lào kìn hư kìn con chơ non té chén nâng hót sòng chén nòi lần xưa lò chơ sủ già căm kìn số nâng tàng trương kìn xương nhớ quai đón nhớ cố bưng tàng trương kín nỉ và căm đầy cá chua xăm đi bừa và báo đi đối cắp côn biển bình chiếp đụ tỏi lung hốc khai nỉ cỏ già mi nằng pá pu mưa hương mết bày mi bưng tàng già nằng điện biển báo mi đầy khe điển sử báo cỏ côn hươn bảy sáo nằng chư tình ứng phạ ma xương cá bằng Bắc Cạn Lạng Sơn. Đấy cái cũng khó khăn đấy, có cái bệnh mình phải về quê mình lấy khay sáo cỏ già nặng pá bỏ lại dạ cha mi bệnh đẩy mỡ ẩu cỏ già các quế hơn cáu mi bệnh hư sáo ẩu nặng nỉ co đẩy và phạ các quế hơn ma gian sóng mử lò hót vầy ẩu ma cứu già hở dần bay khỏi diệt viện nỉ lò vầy giúp dừa dần bay mi lại bay già khỏi bao ẩu ngươn và giả đờ hà dạ bình nan đi khỏi trắng ẩu ngân cổng. Các cái bài thuốc của Lương Kim Vân Hốc ấy thì chỉ chữa bệnh thì nhìn chung là đạt kết quả cao và đã đạt được từ 90-95%. Chú bay giả bệnh trên lang khổng lung vương văn hốc giả đầy lại tàng bệnh côn chép hóm ven đi bệnh cài cầu xếp hạ phân hỏi bay giả khổng lung đầy lại côn rú lại tỉnh thanh hù hót giúp mọi người. Các chú tảng cỏ già mi nằng pá pu côn sủ già tiên ản cơ đầy lang đi
cặp lung hủ trang khổng chầu, lung vương văn hốc, có hô văn nhằn danh lang đì, khổng hồng giả bình trên lang, cuồng làm đủ hảo hanh dần bay. Chương trình quam tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên, hót nhỉ sò sang cón, và bò mè pi nòng chi le lau chương trình, mời pi nòng khẩu website dienbientv.vn, Facebook đài phát thanh cánh truyền hình Điện Biên, YouTube đài truyền hình Điện Biên, chôm tạc hạc trao pi nòng.